Được biết đến là người chữa bệnh thần kỳ nhất Brazil trong thế kỷ 20. Ở Rigo đã chữa khỏi cho khoảng 1 triệu bệnh nhân trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1971 với tốc độ chỉ vài giây mỗi người mà không lấy bất cứ một xu nào. Bằng tất cả những điều đã làm, Rigo đã trở thành biểu tượng về lòng nhân ái ở Brazil. Không chỉ vậy, ông còn là nhân chứng cho một hiện tượng gây tranh cãi rất gay gắt, hiện tượng nhập hồn. Bí ẩn nhập hồn. Thầy phù thủy có tốc độ phẫu thuật chỉ vài giây. Rigo tên thật là José Pedro de Freitas, sinh năm 1918. Ông là con trai của một người nông dân ở vùng Horizonte ở Brazil và chỉ được đi học đến lớp 3. Biệt danh Rigo, gã khờ nông thôn, được đặt khi ông còn là một đứa trẻ. Khi ở tuổi thiếu niên, Rigo thỉnh thoảng gặp những rắc rối bởi những ảo giác kỳ lạ. Đôi khi ông nhìn thấy những ánh sáng chói mắt hoặc nghe thấy một giọng nói bằng những ngôn ngữ kỳ lạ. Năm 25 tuổi, những giấc mơ ập đến khiến ông đau đầu dữ dội. Trong đó, ông nhìn thấy phòng phẫu thuật của một bệnh viện, nơi một người đàn ông mập mạp đầu hói nói chuyện với một nhóm bác sĩ và y tá bằng một giọng đặc biệt mà ông đã từng nghe khi còn nhỏ. Sau đó, vị bác sĩ đã nói với Rigo trong mơ rằng ông ta là bác sĩ Adolf Fritz, người đã chết trong thời gian Thế chiến lần thứ nhất. Công việc của Fritz đã bị cắt ngang bởi cái chết và ông ta đã chọn Rigo, người giàu lòng nhân ái, để tiếp tục công việc của mình. Fritz nói trong giấc mơ rằng Rigo chỉ có thể tìm thấy sự bình yên khi giúp đỡ những người đau khổ xung quanh. Phẫu thuật đầu tiên. Năm 1950, Rigo đã ở cùng khách sạn Hotel Financial với một chính trị gia là Lucio Bittencourt khi tham dự một cuộc meeting ở thành phố Belo Horizonte. Rigo không biết rằng Bittencourt đang bị ung thư phổi và bác sĩ đã khuyên ông cần tiến hành một cuộc phẫu thuật tại Hoa Kỳ ngay lập tức. Khi Bittencourt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cửa phòng ông mở ra và ai đó bật đèn. Đó là Rigo, mắt ông đờ đẫn và tay cầm một con dao cạo. Thật kỳ lạ, Bittencourt không hề sợ hãi. Rigo bắt đầu nói bằng giọng rất đặc sệt với một giọng điệu hoàn toàn không giống với giọng bình thường. Đây là một trường hợp khẩn cấp, sẽ phải có một cuộc phẫu thuật. Sau đó, Bittencourt bất tỉnh. Khi Bittencourt tỉnh lại, ông thấy chiếc áo pyjama của mình đã bị rạch và dính máu. Trên ngực ông xuất hiện một vết rạch gọn gàng về phía sau lồng ngực. Rigo không nhớ gì về việc đã đến phòng của Bittencourt và phủ nhận có bất kỳ liên quan nào trong vụ việc kỳ lạ này. Quá sốc, Bittencourt đã bắt chuyến bay sớm đến Rio de Janeiro để gặp bác sĩ. Bác sĩ đã chụp X-quang vết mổ và giải thích với Bittencourt rằng khối u đã được cắt bỏ bằng một kỹ thuật chưa từng được biết đến ở Brazil và cơ hội hồi phục là rất tốt. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật định mệnh, Rigo trở nên nổi tiếng và bắt đầu trị bệnh cho người khác. Cách trị bệnh của Rigo rất đặc biệt, ông chỉ sử dụng các dụng cụ phẫu thuật đơn giản như dao cạo, dao nhà bếp hay các đồ gia dụng khác, tất cả đều không khử trùng. Hầu hết các ca phẫu thuật chỉ được thực hiện trong vài giây, bệnh nhân không cần phải gây mê, gây tê và cũng hoàn toàn không đau đớn. Vết mổ cũng chảy rất ít máu, không cần khâu, lành cực nhanh và đặc biệt không bị nhiễm trùng. Ví dụ, Rigo có thể dùng dao chọc vào mắt của một bệnh nhân để giúp họ trị khỏi bệnh đục thủy tinh thể chỉ trong vài giây. Ông có thể cắt bỏ một khối u hoặc u nang trong cơ thể hoặc chỉnh lại đốt xương sống cho một bệnh nhân trong thời gian không quá một phút. Từ năm 1950 đến năm 1971, Rigo chữa bệnh cho từ 200 đến 1.000 người mỗi ngày mà không lấy một đồng xu thù lao đối với bất cứ bệnh nhân nào.
Người ta ước tính Rigo đã chữa bệnh cho khoảng 1 triệu người trong thời gian ông hành nghề bác sĩ một cách bất đắc dĩ. Trong đó có con gái của cựu tổng thống Brazil Juscelino Kubitschek cũng là một bác sĩ đã được Rigo chữa thành công bệnh sỏi thận. Rigo tuyên bố ông đã thực hiện các hoạt động chữa bệnh của mình trong trạng thái bị nhập hồn bởi bác sĩ Adolf Fritz. Các tài liệu cho thấy khi không chữa bệnh, Rigo là con người hòa nhã, nhẹ nhàng và nói tiếng Bồ Đào Nha như những người Brazil khác. Nhưng khi ông chữa bệnh, người ta thấy ông nói giọng Đức, phong thái nghiêm túc hoàn toàn khác hẳn lúc ông bình thường. Điều kỳ lạ là Rigo chưa hề học tiếng Đức và luôn quên mất những gì mình đã làm với bệnh nhân sau khi ông trở về trạng thái bình thường. Bí ẩn dường như trở nên huyền ảo hơn vì trước khi thực hiện công việc chữa bệnh, Rigo thường cầu nguyện. Đôi khi ông cũng đặt cây thánh giá lên vết mổ của bệnh nhân nhằm ngăn nó chảy máu một cách hiệu quả. Vào năm 1956, Rigo bị kiện bởi các cơ sở y tế và giáo hội công giáo. Khi được thẩm phán ở Little Sores hỏi đã thực hiện công việc như thế nào, Rigo trả lời: "Tôi bắt đầu đọc kinh lạy cha. Kể từ thời điểm đó, tôi không nhìn thấy hoặc biết về bất cứ điều gì khác. Những người khác nói với tôi rằng tôi viết ra đơn thuốc, nhưng tôi không nhớ gì về điều này." Với các ca phẫu thuật cũng vậy, tôi ở trong một trạng thái tôi không nhận thức được. Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người dân nghèo. Điều tra bởi các nhà khoa học. Những người hoài nghi cho rằng Rigo là kẻ lừa đảo, nhưng có rất nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học đã chứng minh được hiện tượng của Rigo là hoàn toàn xác thực. Năm 1963, bác sĩ y khoa, nhà nghiên cứu tâm thần người Mỹ Andrea Buhrich và doanh nhân Henry Belk đã bắt đầu một cuộc điều tra chi tiết kéo dài 5 năm về khả năng chữa bệnh của Rigo. Buhrich tuyên bố đã chứng kiến hàng nghìn ca phẫu thuật của Rigo trong quá trình điều tra. Bản thân cũng đã được Rigo cắt bỏ một khối u lành tính khỏi cánh tay trong vài giây, hoàn toàn không đau đớn. Các nghiên cứu của Buhrich bao gồm các xét nghiệm về máu từ mô Rigo đã lấy ra khỏi bệnh nhân để chắc chắn rằng nó thực sự thuộc về người đã được phẫu thuật. Ông cũng ghi âm các cuộc phỏng vấn với nhiều bệnh nhân và quan sát viên, tạo băng ghi âm và phim về các ca phẫu thuật chẩn đoán của Rigo, đồng thời chụp nhiều bức ảnh, một số có thể được tìm thấy trong cuốn sách Rigo, Surgeon of the Rusty Knife của John G. Fulnes, tạm dịch Rigo, bác sĩ phẫu thuật với con dao rỉ. Buhrich phát hiện ra rằng ngoài phẫu thuật tâm linh, Rigo còn có thể chẩn đoán bệnh tật, tư vấn phương pháp điều trị thích hợp trong nháy mắt và viết ra những đơn thuốc phức tạp, thường là những loại thuốc liều cao nguy hiểm, những loại thuốc đã lỗi thời hoặc thậm chí bất hợp pháp. Các cuộc điều tra cho thấy đơn thuốc của Rigo thực sự có tác dụng ngay cả với những bệnh nan y. Với trình độ văn hóa chỉ hết lớp 3, theo lẽ thường Rigo không thể có những kiến thức cơ bản về sinh học và hóa học, nói chi đến kiến thức về y khoa và dược. Hơn nữa, trình độ và phương pháp y học thế kỷ 20 và hiện nay cũng không thể cho phép các bác sĩ có thể phẫu thuật cho bệnh nhân trong điều kiện thô sơ và thời gian ngắn hàng chục giây hoặc chỉ một vài phút như Rigo. Trong những năm qua, bất chấp các nghi ngại và đàm tiếu của giới được gọi là học thuật chính thống, nhiều nhà khoa học đã dấn thân vào một lĩnh vực mới nghiên cứu về tâm linh con người. Đó là khoa học về chiếm hữu tinh thần, Science of Spirit Possession, hay còn gọi là nhập hồn. Đi kèm với việc đó, các nhà khoa học cũng đưa ra các phương pháp trục xuất các linh thể đang chiếm hữu tinh thần con người. Họ gọi đó là liệu pháp trục xuất linh thể SRT. Người sáng lập ra SRT là tiến sĩ William Baldwin. Ông sử dụng liệu pháp thôi miên hồi quy để nói chuyện với bệnh nhân và các linh thể chiếm hữu tinh thần của họ, sau đó thuyết phục chúng rời khỏi thân thể bệnh nhân.
Tiến sĩ Terence Palmer, nhà tâm lý học và là người đầu tiên tại Anh Quốc lấy bằng tiến sĩ về SRT, ông cũng là tác giả của cuốn sách Khoa học về nhập hồn, đã cho biết: mỗi nền văn hóa và hệ thống tín ngưỡng xuất hiện trong lịch sử loài người đều ít nhiều có nhắc đến hiện tượng chiếm hữu linh hồn, hay còn gọi là ma nhập hoặc nhập hồn, đi kèm các nghi lễ tương ứng để loại bỏ hay diệt trừ tà ma. Cho dù các nhà khoa học có dũng cảm thừa nhận rằng hiện tượng nhập hồn hay chiếm hữu tinh thần có tồn tại hay không, thì sự xuất hiện thần kỳ của Rigo ở Brazil vẫn là một bằng chứng không thể tranh cãi cho hiện tượng bí hiểm này.